Tâm điểm thế giới sáng 6 tháng 8 2024 Ngoại trưởng Mỹ thông báo nóng, Iran, Hezbollah có thể tấn công Israel trong 24 giờ tới. Israel tuyên bố đã sẵn sàng, Iran sẽ trả giá đắt nếu động binh. Siêu tàu sân bay Mỹ cùng dàn vũ khí khủng áp sát Iran. F-16 Ukraine tiến về phía biên giới Moldova rồi bất ngờ biến mất khỏi Sada khiến Nga hoang mang. Ukraine tính lập liên minh với NATO bắn hạ tên lửa của Nga. Nga thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào sân bay quân sự Morozov. Lửa nhấn chìm căn cứ quân sự Nga ở Mariupol, quân xâm lược sơ tán khẩn cấp. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Ngoại trưởng Mỹ thông báo nóng, Iran, Hezbollah có thể tấn công Israel trong 24 giờ tới. Vâng kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4 tháng 8 theo giờ Mỹ đã thông báo với các ngoại trưởng của nhóm G7 rằng Iran và phong trào Hezbollah có thể phát động một cuộc tấn công nhằm vào Israel sớm nhất trong vòng 24 giờ tới. Trang tin tức ACS có trụ sở tại Mỹ trích dẫn các nguồn tin dấu tên cho biết Ngoại trưởng Tony Blinken đã nói với những người đồng cấp G7 rằng một cuộc tấn công của Iran và Hezbollah nhằm vào Israel có thể sẽ sẽ sớm diễn ra. Ông Blinken cho biết, Mỹ không biết thời điểm chính xác của các cuộc tấn công, nhưng nhấn mạnh rằng nó có thể bắt đầu sớm nhất là trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới, tức là sớm nhất vào ngày 5 tháng 8. Theo trang mạng ACS, trước đó Iran và đồng minh Hezbollah ở Liban đã tuyên bố sẽ đáp trả việc Israel ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shaker ở Beirut của Israel. ACS trích dẫn nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ, tin Iran và Hezbollah đều sẽ trả đũa. Ngoại trưởng Blinken ngày 4 tháng 8 đã triệu tập hội nghị trực tuyến các đồng minh thân cận của Mỹ và cố gắng tạo áp lực ngoại giao và phút chót để giảm thiểu tối đa sự trả đũa của Iran và Hezbollah. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng việc hạn chế tác động của các cuộc tấn công là cơ hội tốt nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện. Ông Blinken cũng nói với các ngoại trưởng G7 rằng việc Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực chỉ nhằm mục đích phòng thủ trong một tuyên bố mới nhất. Các ngoại trưởng G7 bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về mức độ căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, đe dọa gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế không tiếp tục chu kỳ bạo lực trả đũa tàn khốc hiện tại. Tuyên bố viết, không quốc gia hay dân tộc nào được hưởng lợi từ việc leo thang hơn nữa ở Trung Đông, tướng Michael Kurilla, tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ dự kiến đến Israel và ngày 5 tháng 8 đã hoàn tất công tác chuẩn bị với lực lượng phòng vệ Israel trước khả năng Israel và Hezbollah có thể tấn công Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 4 tháng 8, cũng đã họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Các tướng lĩnh và giám đốc cơ quan tình báo các quốc gia khác trong khu vực cũng đang chuẩn bị cho chiến sự leo thang và cố gắng ngăn chặn điều đó. Cụ thể, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã đến Tehran hôm 4 tháng 8 trong chuyến thăm đầu tiên sau gần 10 năm. Jordan, lo ngại một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran sẽ đi qua không phận của mình. Ông Ayman Safadi phát biểu tại Tehran rằng trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 4, Jordan đã chặn các máy bay không người lái của Iran đang bay về phía Israel và cho phép các máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel sử dụng không phận của mình để chặn đánh hướng tấn công từ Iran. Tôi không đến đây để truyền đạt thông điệp từ Israel hoặc để nhận thông điệp cho Israel. Tôi đến đây để bày tỏ mối quan ngại về sự leo thang trong khu vực. Israel tuyên bố đã sẵn sàng Iran sẽ trả giá đắt nếu động binh thủ tướng israel ông benjamin netanyahu tuyên bố israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ đáp trả mạnh nếu israel tấn công nhằm vào tel aviv theo tờ Times of Israel, ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra và sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công. Thủ tướng Netanyahu đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh có khả năng Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công trả đũa vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran hôm 31 tháng 7. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản cả tấn công lẫn phòng thủ nhà nước israel đang trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận chống lại trục ma quỷ của israel chúng ta đang dùng lực tấn công từng cánh tay của tehran theo thủ tướng netanyahu tôi nhắc lại với kẻ thù rằng chúng tôi sẽ đáp trả và họ sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động tấn công nào và từ bất kỳ hướng nào nhằm vào chúng tôi Vài giờ sau tuyên bố của ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Yoav Gallant cho biết Tel Aviv đã chuẩn bị sức mạnh mẽ và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran. Ông Gallant nói, chúng tôi đã chuẩn bị sức mạnh mẽ về phòng thủ cả trên bộ và trên không, đồng thời chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng triển khai tấn công hoặc đáp trả. Kẻ thù sẽ phải trả giá nếu dám tấn công chúng ta. Ở một diễn biến liên quan, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn tướng Daniel Hagari cho biết, Tel Aviv đã có phương án tấn công phủ đầu và sẵn sàng triển khai, hiện chỉ đang đợi lệnh từ giới lãnh đạo chính trị, tờ Wines Israel đưa tin. Siêu tàu sân bay Mỹ cùng dàn vũ khí khủng áp sát Iran Thưa quý vị, USS Theodore Roosevelt là một trong những chiến hạm lớn nhất của hai quân Mỹ, được ví như thành phố nổi trên biển với thủy thủ đoàn 5.000 người. Hiện Mỹ vừa điều tàu sân bay này tới ngoài khơi Iran giữa lúc tình hình Trung Đông căng thẳng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. CNN đưa tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt CVN-71 của Mỹ đã thực hiện thành công quá trình chuyển từ Vịnh Ba Tư sang eo biển Hormuz. Việc con tàu sân bay với nhóm chiến hạm hùng hầu hộ tống di chuyển tại Trung Đông đã thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Điều thú vị là dù tàu đi sát bờ biển Iran nhưng Tehran đã không thực hiện bất kỳ biện pháp nào chống lại tàu sân bay và nhóm tàu hộ tống của nó của Mỹ. Eo biển Hormuz, nơi phần lớn lượng dầu xuất khẩu của thế giới đi qua, từ lâu đã trở thành một điểm nóng trên bản đồ địa chính trị. Sự xuất hiện của một tàu sân bay Mỹ ở khu vực chiến lược quan trọng này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang chiến tranh. Các chuyên gia lưu ý rằng sự hiện diện của USS Theodore Roosevelt ngoài khơi Iran là do lo ngại về một cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào Israel sau cái chết của thủ lĩnh Hamas. Tình hình trong khu vực đã leo thang trong những tuần gần đây. Nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đang thực hiện các bước đi để chứng tỏ sức mạnh và sự sẵn sàng bảo vệ đồng minh Israel của mình. USS Theodore Roosevelt là siêu tàu sân bay thứ tư thuộc lớp Nimitz khởi đóng ngày 31 tháng 10 năm 1981 và hạ thủy sau đó 3 năm. USS Theodore Roosevelt có chiều dài 333 m, rộng 77 m và lượng giãn nước đầy tải 106.000 tấn là một trong những chiến hạm lớn nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với thủy thủ đoàn 5.000 người. USS Theodore Roosevelt được ví như một thành phố nổi trên đại dương. F-16 Ukraine tiến về phía biên giới Moldova rồi bất ngờ biến mất khỏi radar khiến Nga hoang mang thưa quý vị đang có dấu hiệu cho thấy các tiêm kích F-16 của không quân Ukraine cất cánh từ căn cứ đặt tại nước ngoài chuyến bay gần đây của một chiến đấu cơ F-16 thuộc không quân Ukraine qua Odessa đã gây ra tiếng vang lớn trong giới quân sự nước này cũng như nga sau khi máy bay rời không phận Odessa nó đã hướng tới Moldova rồi biến mất dẫn đến suy đoán về khả năng những chiếc tiêm kích nói trên có thể đạt căn cứ bên ngoài khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt SVO của Nga. Trước tình hình trên, một số nhà phân tích đã suy đoán rằng các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ Ukraine đang đồn trú ở các nước láng giềng như Moldova để tránh mối đe dọa từ đòn tấn công của Nga. Giải pháp như vậy sẽ giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của những tiêm kích này, đồng thời giảm thiểu rủi ro chúng bị phá hủy trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, luồng thông tin khác lại cho rằng các chiến đấu cơ phương Tây được cất giữ ở phía Tây và Tây Nam Ukraine. Điều này được chứng minh bằng sự hiện diện của thùng nhiên liệu bên ngoài cho phép chiếc tiêm kích bay được ở khoảng cách đáng kể. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia ông Andrei Katapolov trước đó từng khẳng định, các máy bay chiến đấu F-16 cũng như chúng bên ngoài Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu các phương tiện nói trên tham gia nhiệm vụ chiến đấu. Ông Katapolov nhấn mạnh, mọi sự nỗ lực sử dụng tiêm kích F-16 nhằm chống lại chúng tôi sẽ bị ngăn chặn, và quân đội Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa. Mà dù vậy, lời cảnh báo trên bị xem là thiếu thực tế bởi nga chắc chắn không muốn chiến sự lan rộng và trực tiếp liên quan tới nato nếu tấn công lãnh thổ quốc gia thành viên liên minh ukraine tính lập liên minh với nato bắn hạ tên lửa của nga Thưa quý vị, Kiev sẽ thảo luận với các nước NATO về việc thành lập một liên minh bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 4 tháng 8 rằng chúng ta phải nghiên cứu khả năng kỹ thuật sử dụng máy bay chiến đấu từ các nước láng giềng để bắn hạ các tên lửa của Nga tấn công Ukraine theo hướng các nước láng giềng của chúng ta, trước hết là các quốc gia trong liên minh. Tổng thống Zelensky gọi động thái này là trách nhiệm rất to lớn, có thể gây khó khăn cho các đối tác, như ông giao nhiệm vụ cho các nhà ngoại giao tổ chức một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine để thảo luận về vấn đề này. Ông nói thêm, tôi muốn thử công cụ này để các nước NATO có thể thảo luận với Ukraine về khả năng thành lập một liên minh nhỏ gồm các nước láng giềng có thể bắn hạ tên lửa của đối phương trên bầu trời Ukraine. Vào giữa tháng 7, Ngoại trưởng Malang Radoslaw, Sikorsky nói rằng Warsaw đang xem xét đề xuất của Kiev về việc bắn hạ tên lửa của Nga bay về phía lãnh thổ Ba Lan, trong khi Chúng vẫn còn không phận của Ukraine, đề xuất này được đưa vào một thỏa thuận an ninh được ký kết giữa hai nước. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên NATO khác. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, việc bắn hạ máy bay không người lái hoặc tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine là không thể, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngụ ý rằng một bước đi như vậy sẽ kéo liên minh vào cuộc chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 4 tháng 8 rằng, chúng ta phải nghiên cứu khả năng kỹ thuật sử dụng máy bay chiến đấu từ các nước láng giềng để bắn hạ các tên lửa của Nga tấn công Ukraine theo các hướng các nước láng giềng của chúng ta, trước hết là các quốc gia trong liên minh. Tổng thống Zelensky gọi động thái này là trách nhiệm rất lớn, có thể gây khó khăn cho các đối tác, nhưng ông giao nhiệm vụ cho các nhà ngoại giao tổ chức một cuộc họp của hội đồng NATO-Ukraine để thảo luận về vấn đề này. Nga thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào sân bay quân sự Morozov. Thưa quý vị, dự án Scammy của Radio Liberty đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sân bay quân sự Morozov ở Rostov của Nga đêm 4 tháng 8, Pravda trích thông báo Shkemi đang sở hữu hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Planet Labs vào ngày 4 tháng 8 cho thấy hậu quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng phòng thủ Ukraine vào sân bay quân sự Morozov ở vùng Rostov. Các kho đạn dược nằm ở phía đông bắc sân bay đã bị hư hại đáng kể. Dấu vết của đám cháy cũng xuất hiện gần các tòa nhà khác và gần khu vực đổ máy bay chiến đấu của Nga. Các cuộc tấn công bằng máy máy bay không người lái trước đó đã loại bỏ hầu hết các máy bay chiến đấu tập kết tại sân bay. Và đêm 3 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công sân bay Morozov của Nga và một số kho dầu. Dữ liệu tình báo về tên chỉ ra rằng, vào ngày 3 tháng 8, Năm 2024, một máy bay chiến đấu ném bom Su-34 đã bị phá hủy do hỏa hoạn, làm hư hại sân bay quân sự Morozov của lực lượng Nga ở khu vực Rostov. Cần lưu ý rằng hai chiếc máy bay cùng loại khác của Nga có thể đã bị hư hại do các mảnh vỡ gần hai bên có những vết nứt do phụ nổ. Tình báo Ukraine cho biết, bốn tòa nhà kỹ thuật và hai nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Morozov nằm cách điện tuyến 265 km cũng bị thiệt hại, có thể nhìn thấy rõ ràng từ không gian. Lửa nhấn chìm căn cứ quân sự Nga ở Mariupol, quân xâm lược sơ tán khẩn cấp. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát gần căn cứ quân sự của Nga ở Mariupol tạm thời bị chiếm đóng vào ngày 4 tháng 8. Cố vấn thị trường Mariupol Petro Andriushenko đưa tin trên Telegram và ông lưu ý rằng đám cháy bùng phát gần nhà máy điện lạnh, nơi có căn cứ quân sự mới của phe chiếm đóng. Ông Andriushenko nhấn mạnh, chưa có thông tin chi tiết, nhưng tin tôi đi, chúng rất đẹp cố vấn của thị trưởng cho biết toàn bộ thành phố đang theo dõi vụ cháy mặc dù cho đến nay vẫn chưa có miếng nổ nào theo andrischenko không có tiếng nổ nào được nghe thấy nhưng quân nga đang rời đi nhanh chóng nguyên nhân và hậu quả về sự cố này vẫn chưa được công bố bởi truyền thông của hai bên và thưa quý vị, thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức sáng của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì Giai Kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.